Khi nhắc đến dòng họ nhà Ngô Đình, hẳn nhiều người sẽ nhớ ngay đến những tên tuổi đã làm mưa làm gió thời Việt Nam Cộng Hòa như Ngô Đình Diệm, Ngô Đình Nhu, Ngô Đình Thục hay Ngô Đình Cần. Nhưng ít người biết đến bà Ngô Đình Thị Hiệp, người em gái ít được công chúng biết đến của Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Ngô Đình Diệm. Bà là mẹ của người sau này được Vatican phong Hồng Y, Nguyễn Văn Thuận, sinh năm 1928, mất năm 2002. Ông Nguyễn Văn Châu, tác giả cuốn sách tiếng Anh, chưa có bản tiếng Việt, viết về cuộc đời bà Hiệp và gia tộc họ Ngô. Cuốn sách ra mắt lần đầu vào năm 2005 và ra ấn bản lần hai vào năm 2015. Ông Châu cho biết ông là người thân thuộc với gia đình bà Hiệp, còn cha của ông là bạn học của ông Ngô Đình Nhu, em trai Tổng thống Diệm. Cho đến những ngày cuối đời, bà Hiệp vẫn tin tưởng vào vai trò của gia đình bà trong lịch sử Việt Nam. Rồi đây, chúng tôi xin mời quý vị nghe lại một phần cuộc phỏng vấn về cuộc đời của bà Ngô Đình Thị Hiệp, xoay quanh bà, nghĩ gì về những tranh cãi liên quan đến gia đình bà. Bà tên lịch sử sẽ minh chứng lòng ái quốc của gia đình bà. Tuy bà công nhận ông Diệm, ông Nhu và gia đình bà có nhiều khuyết điểm, ví dụ biết những người định nọt sẽ phản bội mà vẫn dùng họ. Ông Châu kể rằng, những người còn lại của gia đình họ Ngô thường mổ xẻ những khuyết điểm vào ngày giỗ ông Ngô Đình Khả, thân sinh của ông Ngô Đình Diệm và bà Hiệp. Elizabeth Ngô Đình Thị Hiệp sinh vào ngày 5 tháng 5 năm 1903 tại làng Đại Phong, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, trong một gia đình vọng tộc đạo đức trải qua nhiều thế hệ trung thành với đức tín Công giáo, đã từng hy sinh trong thời kỳ bắt đạo và chịu khổ vì Chúa, đã chịu đựng lưu đày xa xôi và đã bị cầm tù vì Chúa. Một dòng tộc nổi danh kiên trung bất khuất, chẳng những về mặt đức tin mà còn cả về mặt xã hội. Thân phụ là ông Ngô Đình Khả, một quan phụ chính đại thần thanh liêm và cương trực, ông đã khẳng khái chống lại việc Pháp âm mưu đày ải vua, khiến thời bấy giờ trong dân gian Huế có câu ca: đày vua không khả, đào mả không bà. Do làm quan trong triều, thường xuyên phải có mặt tại kinh đô, ông Ngô Đình Khả đã rời gia đình từ làng Đại Phong, tỉnh Quảng Bình và định cư tại Phú Cam, thuộc thành phố Huế. Ngô Đình Thị Hiệp có ba người anh là ông Ngô Đình Khôi, Đức Tổng Giám Mục Ngô Đình Thục và Ngô Đình Diệm, một người chị Ngô Đình Thị Giao và một em gái kế là Ngô Đình Thị Hoàng, và ba em trai gồm quý ông Ngô Đình Nhu, Ngô Đình Luyện và Ngô Đình Cần. Được giáo dục trong một gia đình nền nếp gia phong, Ngô Đình Thị Hiệp lúc thiếu thời luôn giữ phẩm hạnh của một người phụ nữ đoan trang, con nhà gia giáo, siêng năng kính luyện sáng tối trong gia đình, luôn cùng với cha mẹ và anh chị em dự thánh lễ hàng ngày, và nhất là hăng hái tham gia các việc từ thiện bác ái. Đến tuổi thành hôn, Ngô Đình Thị Hiệp kết bạn cùng với Tadeo Nguyễn Văn Ấm, là một thanh niên cần cù, mực thước và đạo đức vốn cũng được giáo dục bởi một gia đình Công giáo và có truyền thống kính Chúa, yêu người từ lâu đời. Ngô Đình Thị Hiệp trở thành bà Elizabeth Nguyễn Văn Ấm. Hai ông bà sinh được 8 người con, trong đó có một người con trai sau này đã làm sáng danh Chúa và rạng danh giáo hội Công giáo Việt Nam, đó là Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Cậu bé Nguyễn Văn Thuận chào đời vào ngày 17 tháng 4 năm 1928 tại Phú Cam, Huế. Càng lớn, cậu bé càng thêm khôi ngô, tuấn tú, càng tỏ ra thông minh và có trí nhớ sắc sảo. Theo thói đời, con quan thì lại làm quan. Họ hàng gần xa đều thấy rõ con đường hoạn lộ đang mở ra trước mắt cậu bé, hứa hẹn một tương lai sáng ngời, vinh quang. Nhưng bà mẹ cậu bé thì lại có một cái nhìn khác. Bà thấy tu mới là cõi phúc. Với tất cả con cái, bà Elizabeth đều dạy cho con biết sống đạo, trên hết lòng thờ phượng Chúa, dưới tận tình yêu thương giúp đỡ đồng loại. Ngoài việc dạy cho con học giáo lý, kinh bổn, bà thường xuyên kể cho các con nghe những câu chuyện rút ra từ kinh thánh, cũng như những chuyện về các anh hùng từ đạo Việt Nam. Để cho con bà, người nào cũng thấm nhuần và sống theo những tấm gương sống đạo sáng chói của tiền nhân. Riêng với cậu bé Nguyễn Văn Thuận, bà đặc biệt cầu xin Chúa ban cho cậu có được cái nhìn giống như cái nhìn của bà. Tu là cõi phúc. Thế nên, cậu bé khi vừa mới tuổi khôn lớn đã ngỏ ý xin vào tiểu trùng viện. Bà mẹ Elizabeth chẳng những không ngăn cản mà còn thầm cảm tạ Chúa đã cho con bà biết chọn đường để đi. Bà vừa xúc động vừa mừng rỡ, lo chuẩn bị mọi thứ cần thiết từ chiếc khăn tay cho đến quần áo, giày dép để con lên đường gia nhập tiểu trùng viện an ninh của giáo phận Huế. Sau khi được cha chánh xứ sở tại đồng ý và cha giám đốc tiểu trùng viện chấp nhận. Từ đó, bà Elizabeth
không ngừng cầu nguyện cho con bền đỗ trong ơn kêu gọi. Ngày 11 tháng 6 năm 1953, thầy phó tế Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận thụ phong linh mục. Bây giờ, bà Elizabeth cảm thấy an tâm hơn về thiên chịu của con mình. Nhưng theo bà, làm linh mục đã là khó, làm bổn phận linh mục đẹp lòng Chúa lại càng khó hơn. Chính vì vậy, kể từ đó, lòng bà hằng xao xuyến, bà không ngớt cầu nguyện cho con mình làm bổn phận linh mục đẹp lòng Chúa. Câu nói ấy sớm trở thành điệp khúc gắn liền với cuộc đời của bà. Trong một cuộc phỏng vấn do đài phát thanh Little Sài Gòn Radio tại Hoa Kỳ thực hiện vào ngày 24 tháng 1 năm 2001, Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận vừa được tấn phong Hồng Y vào ngày 21 tháng 1 năm 2001 sau khi nói đến tấm tình của mình đối với giáo hội Việt Nam, đối với Tổ quốc và dân tộc Việt Nam cũng như với hết thảy mọi người Việt Nam, đã tâm sự về mẫu thân của mình như sau. Tôi lại nhớ đến tất cả bà con, họ hàng, đặc biệt là tôi nhớ đến bà thân mẫu của tôi, năm nay đã 98 tuổi và đang ở tại Úc. Tôi nhớ những lời thân mẫu của tôi thì đối với tôi như những lời khuyến cáo tôi trong cuộc đời linh mục. Cách đây 3 năm, tôi còn nhớ nghe thuật lại là cha Chu Quang Minh thuộc dòng tên ở Mỹ cùng đi với một cha ở Úc đến thăm bà cố tôi. Hai cha hỏi bà cố có muốn Đức Cha Thuận làm Hồng Y không? Bà cố trả lời rằng, thưa cha, con không muốn. Vì sao? Bởi vì khi cho con của con vào chủng viện, con chỉ cầu xin Chúa cho con của con làm linh mục để tế lễ Chúa là con vui lòng rồi. Con đã đi tu làm linh mục thì đâu phải ham muốn những chức quyền danh vọng gì. Kể mẩu chuyện trên xong, Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận xác quyết. Với tôi, những lời nói trên luôn luôn là những lời nhắc nhủ của bà mẹ dạy bảo con. Rồi ngày kế tiếp, cách đây mấy tháng, tôi đi giảng ở Đài Loan, tôi có ghé thăm bà cố tôi. Tôi hỏi, hàng ngày mẹ có nhớ cầu nguyện cho con không? Bà cố nói, có chứ, ngày nào cũng nhớ cầu nguyện. Tôi hỏi rằng, mẹ cầu xin cho con cái gì? Bà cố chỉ trả lời một câu thôi là, cầu cho con biết làm bổn phận đẹp lòng Chúa. Đức Hồng Y kết luận, điều ấy là cái cảm tưởng mạnh mẽ của bà mẹ Việt Nam dạy con cái. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Chân Lý Á Châu ở Manila, Phi Luật Tân vào ngày 15 tháng 2 năm 2001, Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận nói rõ hơn tâm sự của ngài. Đây là những bài học đơn sơ nhưng sâu xa, đáng suy tư, tôi sẽ không bao giờ quên. Năm 1967, cha Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận được giáo hội tấn phong và bổ nhiệm làm giám mục giáo phận Nha Trang. Bà mẹ Elizabeth cũng giữ nguyên một tâm nguyện. Đối với bà, chức giám mục bao gồm cả thiên chức linh mục. Bổn phận giám mục cũng là bổn phận linh mục. Song bổn phận chất dắt của giám mục có phần rộng lớn hơn, bao trùm hơn, như vậy là nặng nề hơn, khó khăn hơn và trách nhiệm nhiều hơn. Vì thế, bà không thể ngưng cầu nguyện. Trái lại, còn cầu xin nhiều hơn nữa cho vị tân giám mục biết làm bổn phận đẹp lòng Chúa. Năm 1975, khi đất nước có những chuyển động khác thường, Nguyễn Thị Hàm Tiếu, ái nữ của bà Nguyễn Thị Ấm, từ Úc trở về Việt Nam bảo lãnh cho cha mẹ di tản đến Úc chỉ 5 ngày trước khi miền Nam Việt Nam thất thủ. Lúc ấy, Đức Giám mục Nguyễn Văn Thuận đã là Tổng Giám mục Phó Sài Gòn vì đã được bổ nhiệm trước đó một tháng vào ngày 23 tháng 4 năm 1975 với vai trò chủ chăn đã chấp nhận ở lại Việt Nam, sống chết với quê hương thay vì cùng cha mẹ di tản khỏi nước. Những cái chết bi thương của anh bà Ngô Đình Thị Hiệp là ông Ngô Đình Khôi, Ngô Đình Diệm và của các em bà Ngô Đình Nhu và Ngô Đình Cần hãy còn ám ảnh, đè nặng tâm can bà. Bà linh cảm một tai họa sẽ giáng xuống con bà. Bà chỉ biết cầu nguyện và phó dâng mọi sự cho Chúa. Và việc phải đến đã đến, Đức Tổng Giám mục Nguyễn Văn Thuận bị bắt vào ngày 15 tháng 8 năm 1975 nhằm lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời, bị giam giữ 13 năm trời, không xét xử. Ai có rơi vào thảm cảnh ấy mới hiểu tâm trạng lo âu và đau khổ triền miên của một bà mẹ có con lâm vào cảnh vòng lao lý mà số phận ngày mai không ai đoán biết được. Khi Đức Tổng Giám mục con bà nhận được lệnh phóng thích vào ngày 21 tháng 11 năm 1988, rồi ngày 21 tháng 9 năm 1991 nhận lệnh trục xuất khỏi Việt Nam, thì mới hay việc quan phòng của Thiên Chúa thật là kỳ diệu. Bởi lỡ nếu không có Chúa an bài thì làm sao ông Nguyễn Văn Ấm có cơ hội đoàn tụ với con? Nếu không có chương trình do bàn tay của Chúa hoạch định sẵn, thì làm sao Đức Tổng Giám mục Nguyễn Văn Thuận có dịp thi thố tài năng và đức độ của mình trong giáo triều Roma, cũng như chứng minh cho thế giới thấy
sức sống mãnh liệt nội tại của giáo hội Việt Nam dù trải qua bao phong ba bão tố. Thật không đơn giản chút nào khi muốn viết về một người mẹ ngót trăm năm, sống những năm tháng thăng trầm của gia đình, liên quan đến cả vận mệnh đất nước, lẫn lịch sử của giáo hội công giáo như bà Elizabeth Nguyễn Văn Ấm, Ngô Đình Thị Hiệp. Ngày 16 tháng 9 năm 2002, một thánh giá nữa, một cái tang lớn lại đè nặng trên vai người mẹ vốn đã nặng chịu gánh đau thương tròn thế kỷ. Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận, người con 74 tuổi của bà mẹ ngót trăm tuổi, ngồi xe lăn. Người con ấy vĩnh viễn từ biệt cõi trần ngày 16 tháng 9 năm 2002 sau khi đã hoàn tất cuộc lữ hành trên đường hy vọng. Có thể nói, một con người thân xác mỏng manh như Elizabeth lại phải hứng chịu hàng loạt những mất mát to lớn trong gia đình. Từ các đấng sinh thành bà đến những người anh em ruột của bà, rồi người bạn đời thân yêu của bà, và bây giờ là đến người con trai yêu dấu của bà. Thật không ngờ, dù vậy, bà không hề hoài nghi, cật vấn tại sao hay một lời than trách. Giờ đây, trước mặt bà, con của bà đã ra đi, mang theo đủ những hành trang mà bà đã gói ghém cho con suốt đời bà, trung thành với giáo hội và ở lại nơi nào Chúa muốn.